IDF phá hủy ba đường hầm đặt dưới bệnh viện Rantisi dẫn vào trung tâm thành phố Gaza. Cư dân Gaza tố cáo Hamas cướp viện trợ, bạo hành và kiểm soát tổ chức nhân đạo. Hoa Kỳ và Israel ngăn chặn hàng chục máy bay từ Houthi nhắm vào tàu chiến và cảng biển. Israel dự đoán Hamas giam giữ con tin ở trung tâm Gaza. Chào mừng quý vị đã trở lại với các cập nhật mới về cuộc chiến tranh chống khủng bố Hamas của Israel trên Trillium Reports. Tôi là Tony và sau đây mời quý vị theo dõi phần thông tin chi tiết. Đến tối ngày hoạt động thứ 82, nhằm ngày 27 tháng 12, các lực lượng chiến đấu, tình báo và kỹ sư quân sự của IDF đã phối hợp để cùng lúc phá hủy ba đường hầm của tổ chức Hamas đặt bên dưới bệnh viện Rantisi và gần một trường trung học phổ thông. Chiến dịch phá hủy những đường hầm này đã được khởi động vào những tuần đầu tiên sau khi IDF thành công đột kích vào bệnh viện này. Trong những tuần gần nhất, các chiến binh dưới sự chỉ đạo của lữ đoàn 401 thuộc sư đoàn 162 đã phối hợp cùng biệt đội Hải quân Tinh Nhuệ Flotilla 13 và đơn vị kỹ sư quân sự và hà lâm của ADF để tìm kiếm, định vị và từng bước phá hủy ba đường hầm bên dưới bệnh viện Rantisi. Các quân sĩ kỹ sư Hào Lâm đã sử dụng công nghệ vẽ bản đồ để phát thảo và theo dõi đường lối hoạt động của các kết nối đường hầm này, theo đó mở rộng phạm vi tìm kiếm để hoàn thiện bản vẽ của ba đường hầm cần phá hủy. Tiến trình này đã phơi bày một mạng lưới ngầm, bao gồm nhiều nhánh đường hầm khác nhau, được xây dựng với những lối đi xuyên qua bệnh viện Rantisi, dẫn đến các trụ sở chiến lược thuộc trung tâm thành phố Gaza. Đường hầm bên dưới bệnh viện cũng được cố tình đặt gần một trường trung học phổ thông và dẫn đến một trường học khác trong khu vực. Hamas đã sử dụng đường hầm làm trụ sở điều hành trung ương cho các kế hoạch chiến tranh ở phía bắc giải Gaza, cũng như các hoạt động khủng bố nói chung. Vị trí của các miệng hầm cũng nằm trong những khu vực vô cùng nhạy cảm, điển hình như miệng hầm nằm trong một trường học nữ sinh với độ sâu khoảng 20 mét đi kèm cầu thang và các cơ sở hạ tầng điện máy. Một miệng hầm khác dẫn vào đường hầm đã được đặt bên trong khu nhà dân, được sử dụng bởi một đơn vị chỉ huy hải quân của Hamas. Trong bản đồ địa hình, đường hầm còn cho thấy các phân khu và cửa kích nổ để gài bẫy chiến binh IDF. Sau khi kết thúc quá trình điều tra và tịch thu tài sản chiến tranh, đơn vị kỹ sư cùng tiểu đoàn 14 của IDF đã phá hủy ba đường hầm này cho phép chấm dứt các mốc kết nối quân sự trong phạm vi của các đường hầm. Ngoài ra, các chiến binh thuộc lữ đoàn 401 và 460 cũng đã tiêu diệt hàng chục phần tử khủng bố Hamas phục kích gần đó. Cuộc tìm kiếm và khai phá các tài sản quân sự từ lữ đoàn Tatsa và lữ đoàn 52 của IDF cũng đã tìm thấy thêm cơ sở hạ tầng, trung tâm chỉ huy cùng các tài sản liên lạc quân sự khác với giá trị tình báo cao. Dự kiến, các lực lượng IDF sẽ tiếp tục phối hợp nhắm vào các mục tiêu có giá trị quân sự cao tại ba chiến địa Bắc Nam và trung tâm Gaza, điển hình như các trụ sở chỉ huy cùng các lãnh đạo còn sót lại của Hamas với cường độ hoạt động đang được tăng cường ở khu vực trung tâm Gaza. Trong một đoạn ghi âm giữa một binh sĩ ADF cùng một cư dân Gaza, thì cư dân này đã thẳng thừng tố cáo Hamas kiểm soát tổ chức nhân đạo UNRWA tại Gaza với phần đông nhân lực đi từ giới chức lãnh đạo đến nhân viên văn phòng thông thường đều là thành viên của Hamas. Theo lời chia sẻ của nhân chứng Gaza trong cuộc trò chuyện, thì Hamas đã không những liên tục cướp nguồn viện trợ nhân đạo từ các cửa khẩu tiếp giáp với Ai Cập là Rafah và Kerem Shalom, mà còn ra tay bạo hành, nạ súng vào những người dân sơ tán về phía Nam. Một tố cáo đáng lưu ý hơn cả từ nhân chứng của Gaza, đó là Hamas giành quyền kiểm soát gần như toàn bộ hệ thống vận hành của tổ chức nhân đạo UNRWA được biết đến với tên gọi đầy đủ là Tổ chức Cứu trợ và Lao động dành cho người tị nạn Palestine vùng Cận Đông. Đây là một nhánh của Liên Hợp Quốc với lịch sử hoạt động tại giải Gaza kéo dài hàng chục năm qua. Trong suốt quá trình giao tranh, IDF đã không ít lần tìm thấy vũ khí Hamas bên trong các linh kiện và vật tư thuộc tổ chức UNRWA được sử dụng như công cụ để bảo vệ vũ khí và tài sản quân sự của chiến binh Hamas. Mặc dù các ống kính truyền thông tại Gaza vẫn luôn cho thấy người dân ồ ạt đổ về phía nam một số người dân đã bị Hamas cấm ra khỏi nhà và đã nhiều lần bị tổ chức này ngăn chặn thông qua các hình thức hành hung khác nhau. Các bằng chứng về vụ việc cho đến nay là những đoạn ghi âm từ những thường dân sợ hãi và lo lắng, tình nguyện cung cấp thông tin cho IDF do mong muốn được phía Israel nhanh chóng bảo vệ và giải cứu họ khỏi tình thế nguy hiểm do Hamas tạo ra. Đơn vị gián điệp bóng ma 504 của IDF đã thu thập được một lượng lớn dữ liệu cho thấy sự bất mãn của người dân Gaza đối với Hamas đang chạm đến những đỉnh điểm mới mỗi ngày, được thể hiện chi tiết qua hơn 30.000 cuộc điện đàm bí mật, trong đó có cả những lời thú tội hoặc đề xuất tình nguyện cung cấp thông tin từ những chiến binh Hamas cấp cao. Đơn vị gián điệp 504 tiết lộ, hệ thống những chia sẻ và lời khai cá nhân này kết hợp với những lời khai trong phòng thẩm tra của các chiến binh Hamas bị bắt giữ đã trở thành những đầu mối thông tin quan trọng, cho phép IDF có thêm dữ liệu, giúp định vị và khai cuộc các đường hầm kho vũ khí cũng các tài sản quân sự khác của Hamas. Nếu quý vị thích thông tin này, xin đừng quên nhấn nút yêu thích cũng như chia sẻ và ghi danh để giúp kết nối gia đình, bạn bè cùng cộng đồng gần xa. Thưa này xin chân thành cảm ơn sự quan tâm cùng thời gian quý báu của quý vị. Đến chiều ngày hoạt động thứ 81, Thời báo Israel cho hay tàu khu trục cùng chiến đấu cơ của Hoa Kỳ đã ngăn chặn hàng chục máy bay không người lái từ lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn trong vòng chưa đầy 10 giờ đồng hồ ngoài khơi biển đỏ. Trong lúc đó thì Israel cũng đã kịp thời bắn hạ một thiết bị không người lái gần bờ biển Dahab của Ai Cập, không có thương tích về người và của được ghi nhận. Phía Hoa Kỳ vào thứ ba tường thuật rằng có khoảng 12 máy bay không người lái cùng 5 tên lửa đã được phóng bởi lực lượng Houthi, trong khi phía Israel cũng đã thông báo bắn hạ một vật thể bay trong phạm vi của hải quân Israel. Bộ Chỉ huy Trung ương của Hoa Kỳ vừa qua đã đưa ra thông cáo chính thức cho thấy Hoa Kỳ đã sử dụng tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường là USS Laboon và chiến đấu cơ F-18 điều động từ tàu hàng không mẫu hạm Eisenhower. Sau khi nhóm Houthi thừa nhận tấn công cảng biển tại thành phố cực nam Eilat của Israel, phát ngôn viên của lực lượng phòng vệ IDF là Daniel Hagari đã cáo buộc đây là một hành động khủng bố được chỉ đạo bởi chính quyền Hồi giáo Iran. ADF cũng cung cấp bằng chứng cho thấy tiến trình bắn hạ vật thể bay của Houthi tại địa điểm sát cạnh bán đảo Sinai của Ai Cập. Đài truyền thông của Ai Cập có liên kết với cơ quan tình báo của quốc gia này đã chia sẻ âm thanh của vụ bắn hạ từ Israel được nghe thấy trong phạm vi 2 km từ thị trấn ven biển Dahab. Trong thông báo liệt kê các hành động chiến tranh mới nhất của mình, lực lượng Houthi cũng thừa nhận tấn công một tàu thương mại khác trên biển đỏ bằng tên lửa chuỗi các cuộc tấn công này đã được ghi nhận sau khi tổng thống Biden vào đêm Giáng sinh đã ra lệnh phản công vào ba địa phận thuộc Iraq thường được sử dụng bởi các tổ chức khủng bố Kataib Hezbollah cùng các tổ chức khác có liên hệ với Iran. Sau khi có báo cáo IDF đang tăng cường hoạt động tại khu vực trung tâm của Gaza, The Jerusalem Post cho hay, nguồn tin từ IDF nói rằng Hamas có thể đang giam giữ con tin ở khu vực này. IDF vẫn khẳng định hầu hết các con tin có thể đang bị giam giữ ở phía nam Gaza, tại một địa điểm rất gần với các lãnh đạo cấp cao còn sót lại của Hamas. Theo các chuyên gia Israel, thì điều này là do hơn 120 con tin còn lại là ván bài cuối cùng của Hamas để gây áp lực cho Israel ngừng bắn. Trên thực tế, thì các bên thương lượng vẫn đang nỗ lực đi đến một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn để trao đổi toàn bộ con tin. Nhưng Hamas, do không muốn bị xóa ngôi tại giải Gaza, đã từ chối, khiến những rạn nứt trong nội bộ tổ chức này đang ngày một trở nên sâu đậm hơn. Điều này được thể hiện rõ rệt nhất thông qua sự mâu thuẫn trong tư thế quyết chiến của lãnh đạo Yakhya Senwa đối nghịch với mong muốn của một số lãnh đạo Hamas là ngừng chiến tranh và sáp nhập với chính quyền Palestine PA tại bờ Tây để tránh bị diệt vong, cho dù có thể sẽ vẫn bị IDF cùng các cơ quan an ninh và tình báo quốc tế truy sát. Mặc dù các hoạt động đến thời điểm hiện tại vẫn luôn tập trung vào hai chiến địa chính nằm về hai phía Bắc và Nam của dải Gaza, việc tăng cường hoạt động tại trung tâm Gaza là một bước tiến cần thiết và quan trọng sau khi IDF đã tương đối nắm được quyền kiểm soát tại phía Bắc và vẫn đang siết chặt vành đai phía Nam, từ đó cho phép dòng chảy tình báo được liên thông với sự liên mạch và phạm vi mở rộng hơn giữa ba phân khu, giúp sự phối hợp giữa các binh đoàn IDF tại các khu vực này sẽ có thể ngày một nhịp nhàng hơn. Hiện tại, những khu vực trung tâm Gaza được IDF khoanh vùng là Deir al-Bala, Makhaza và Breitji, với sự hiện diện của bốn tiểu đoàn Hamas bao gồm hơn 1.000 chiến binh Hamas được dự đoán đang mai phục bên trong bệnh viện, trường học, nhà dân cùng hệ thống đường hầm bên dưới những dịch vụ nhân đạo này. Thông tin này cũng đã khép lại phần tin tức đặc biệt hôm nay. Thưa xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chúc quý vị một ngày an lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin đặc biệt kế tiếp.